vài chục triệu thì nên chọn xe nào đi tốt, dùng bền. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, tôi Đạt Xe Tải. Hôm nay tôi sẽ review cho quý vị và các bạn về chiếc Vinasuki 5 tạ đời 2011. Và bên em đang bán với giá là 80 triệu. Đây là tổng thành chiếc xe của em. Một em màu trắng ngọc trinh khá là đẹp. Nhìn rất là đều xe, chắc chắn. Một chiếc xe của một bác chở hàng tạp hóa đã nhượng lại cho em. Giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết nhé. Về dòng xe tải Vinasuki này, với tải trọng 5 tạ thì chúng ta có thể dùng để chở đồ khô hoặc là dùng để đi chợ. Đôi khi còn có thể chở cả lợn con hoặc là ngựa nữa. Đây. Xe không một chút đâm đụng va chạm nào. Phần cột kèo cũng vậy. Đây. Này đăng kiểm đến tháng 3 2020 các bác nhé, vẫn đăng kiểm một năm. Đây là tổng thành. Chúng ta cùng đi vào nội thất nào. Đây là phần keo chỉ này, không một chút gợn bả matit nào, vẫn nguyên zin của nhà máy. Nay trời Thái Nguyên thì đang mưa, bây giờ nó mới hửng nắng được, em mới quay cho các bác. Phần tabi không dập vỡ, rất là chắc chắn. Đây là phần nội thất bên trong, ghế được bọc ra rồi. Chúng ta có nhìn thấy một không gian của cabin cũng khá là rộng rãi, rất là thoáng đãng để chúng ta khi lái xe cảm giác được thoải mái nhất. Đây, một lăng tiếng còi đầy đủ. Xe này thì chưa được trang bị điều hòa các bác nhé. Về dòng xe 5 tạ này thì thường người ta sẽ không lắp điều hòa. Lắp điều hòa vào nó sẽ bị ì máy. Đây phần đinh bấm này, các có thể nhìn thấy phần đinh bấm. Một chiếc xe màu trắng ngọc trinh khá là đẹp. Hiện tại đang có mặt tại salon Xế Đẹp 88. Đây phần thành thùng. Phần sàn sóng này. Sắt xi, không dập vỡ, không hà rồ, không hàn ghép nối chắp vá các bác nhé. Cầu số khu rong. Chiếc xe khá là yên tâm về chất lượng. Về phần lốp, lốp này thì cũng phải được tầm độ 60-70%. Đối với về xe tải cũ thì chúng ta cũng không thể yêu cầu lốp mới cả dàn được các bác ạ. Đây phần thùng, thùng thì đã được lót sàn tôn rồi.
một chiếc xe rất là đầy đủ đồ. Về chúng ta chỉ việc đổ xăng, đổ dầu vào để kinh doanh khởi nghiệp. Cày ra thóc ra gạo để phục vụ chúng ta trong nhu cầu cuộc sống. Và nhất là cũng cuối năm rồi, chuẩn bị Tết đến xuân về, thì các bác cũng sắm cho mình một chiếc xe về để chạy hàng Tết, và để có một cái Tết được ấm no và hạnh phúc vui vẻ bên gia đình. Vừa rồi thì em đã quay tổng thành chiếc Vinasuki đời 2011 cho các bác. Nếu bác nào thấy hay thì hãy like và chia sẻ. Và các bác đừng quên đăng ký kênh của em ngay ngày hôm nay để nhận những video em ra sớm nhất trong ngày. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo của Đạt Xe Tải. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9 như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2 tấn 4 K165 và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác, anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.